Ôi, bạn gì ơi? Hình như là bạn đang xem chùa video mới nhất của mình đấy. À, đừng có xem chùa nghe chưa. Và hãy nhớ là kéo xuống dưới, ấn nút like, ấn nút đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình nha anh em. À, thì hiện tại là kênh YouTube của mình chỉ có 20% các bạn là ấn nút đăng ký, còn tới tận là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Đấy, thì mình hy vọng là tất cả các bạn sẽ ấn nút đăng ký và like video cho mình thật là nhiều nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta không chần chờ nữa. Vô video nào. Let's go. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Khang G đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Minecraft Backward cùng với lại những thành viên của team. Chào đi nào mọi người ơi. Chào mọi người ơi. Đây, ok các bạn thấy ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở đâu các bạn? Thì vẫn như mọi ngày các bạn. À, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái gọi là series là vẽ xấu đường đồ gì các bạn. À, các bạn thấy gọi là hai nhân vật bên đây không? Đấy, nó gọi là hai team khác nhau anh em ạ. À, đây có cái bản vẽ gì vậy? Vậy đi mai hả? Đi sinh tồn mà. Sinh tồn. Ok, cái chỗ này cái bản vẽ của người ta chặt luôn cái chân rồi. Thời đấy, đâu vẽ xấu được đồ gì bạn. Thì ok anh em, đấy thì trước khi xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh YouTube mình em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của team này họ team nha. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có ba chủ đề cho mọi người. Rồi mọi người tụ họp đây đi, quay qua đây, qua đây. Gì đây? Đây grab cái kiếm luôn rồi. Ok. Đây chúng ta sẽ cái gì con trâu nội này mà mấy anh niên không biết nữa thôi luôn á, đố luôn, đố này là con gì? Con này là con trâu gọi là ngoài Mỹ. Ờ trâu ngoài Mỹ. Con này là đây để vanh đoán. Đâu? Con này là con trâu mù. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây đố con này này, con xanh xanh nước biển này. Con này đố là biết. Con gót, gót gót. Gót con này con, con này con gì? Trời chắc chắn con này. Con này là con dân làng. Cái gì mà con dân làng tào lao. À luôn mấy thanh niên này không có cập nhật thông tin của Minecraft bạn. Đây là ba con sắp tới là Minecraft sẽ gọi là update nha các bạn. Đấy thì nếu các anh em nào biết đừng quên là comment ở dưới nha. Thì ok, đừng quên là giúp video của mình đạt 10 like nha anh em. Ok. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô gọi là vẽ đi. À, mình tìm Geno đi anh em. Ôi. Mình sẽ gọi là chọn họa sĩ giàn hoa anh em ơi. Thì bấm nút nào đây? À, bấm nút đố, trên đố cùng ấy. Đố nút tìm được. Đố tìm được bấm nút nào. Ui. Oh yeah. Bấm đâu đây? Nút dưới háng ấy. Ok, sao nút dưới háng? Ta gọi là nút cái nút ao, nút dưới háng, cái nút gì vậy thiệt tình ấy. Ok. Mình với team với non em. Ok, ra vẽ. Thì đó anh nè, vành ra đây. Đầu tiên là vẽ con gì ta? Vẽ đâu? Mình sẽ vẽ con Alay chứ bạn, thì con Alay gọi là nó bé bỏng xinh xinh mà. Thật hồn tụi đi nhảy thụt nữa tôi cũng chịu luôn á gì đâu. Và đó hình như không có bấm nút control hay gì anh em, thấy hình như nhảy cái tửng luôn à. Ok. Rồi bắt đầu nha. Mình sẽ gọi là dễ đúng không ạ? Geno dễ đúng không ạ? Căng người ta. Thấy chưa? Dễ con. Con gì trước đây? Alay dễ con Alay trước. Trời ơi, Alay con ma hồi nãy đúng nói đấy. Người ta vẽ con trâu con bò được không? Ok, không, dễ Alay đi. Trời ơi cho nó đồng đều. Okay. Ok, mình sẽ vẽ con Alay các bạn. Alay thì nói chung là nó giống con vest đấy. Nó giống con vest mà bay bay anh em ạ. À. Ok, mà cái này nó có tai, nó có cánh. Ôi, kiểu con này là phiên bản gọi là hiền lành của cái con vest anh em. Đúng, đấy, thầy. Mình thấy con này nó cũng đẹp đó. Nhưng mà mình thấy cũng tội con couple Golem anh em. Nó thua. Nó không được đánh giá cao lắm. Đấy, đây. Alay dễ mà anh em. Thầy dễ kiểu tương tượng giống con vest đây là được ấy. Không, Geno còn nói dễ. Bên kia không dễ được nữa. Thôi, bên kia gà. Ui giời, con Alay tuổi gì? Căng ngay, dữ ngay. Tuổi ruồi. Ôi, tuổi ruồi luôn hả? Ghê dữ. Căng thẳng bên kia, căng thẳng các bạn. Nay gặp đối thủ cao tay. Ok, đây con mắt Alay đó bạn. Đấy, các bạn nào thấy mình dễ giống thì đừng quên là comment bên dưới nha các bạn. Ok, em sẽ giảm cái tông màu này lên xíu đây. Đấy, xong chúng ta sẽ gọi là tô thêm màu vô cho nó gọi là sặc sỡ Alay. Đấy. Ui, tô màu. Đúng là được. Kìa, phải tô màu chứ, trời ơi, phải vẽ là phải tô màu. Mày không đấy. Uầy, Alay y chang luôn các bạn. Uầy. Đẹp quá. Đẹp dã man luôn bạn, 10 điểm. Uầy, đúng là được rồi. 10 điểm mà, ui thôi, căng thẳng thế. Cái gì đây, Geno? Cái gì vậy? Ô, con bướm hả? Được rồi. Cái này mới giống con Alay của người ta là, cái này vẽ con bướm. Sao không sao, nó ra là được, nó ra là được. Vẫn ra, ui dồi ôi, căng thẳng các bạn, căng thẳng các bạn. Máy lỗi rồi, máy bị lỗi rồi. Ok, máy bị lỗi, ok, máy bị lỗi. Thôi là lấy gương đi rồi tính sao qua bển chiếu. Ok, thể đi cũng té được nữa. Sao đồ này có tiếng gì ấy? Đây, đồ gì nó có tiếng. Gì tới tiếng sập là tiếng gì? Không phải tiếng Việt mà là tiếng gì á? Tiếng gì? Ơi, lên này, đấy coi. Ok. À, để mình mặc đồ vô. Ý là cái chữ ở trên ấy, trời ơi. Slow motion rồi. Đâu? Kìa.
có đâu. Đâu? Cái gì slow? 20% gì đây? Đâu? Ồ, oh, mang bộ này vô lòng mình, nhờ. Mình đi chậm nhưng mà mày nhảy cà tưng đi Gino, nó sẽ đi nhanh hơn. Really nigga. Ok. Đấy, ở đây mình có cái này nè, Gino nhớ cái này là gì không? Nhớ cái vàng vàng này là gì không? Nó trời ơi, vậy mà không nhớ nữa thôi. Biết là gì không? Có gì? Cái này là cái dòng bảo vệ đây. Trời ơi, thấy rồi, thấy rồi. Kiểu vậy hiểu không? Đấy, mặc giáp vô đi mấy anh kia qua quốc cho quéo giờ. À giờ bọc cái giường này đã. Đê sao bây giờ đánh nhau đi. Ây da căng. Rồi bọc beacon luôn. Ok, sao không để beacon để làm cái này, trời ơi. Giờ em còn một cái beacon này, Gino, không sao. Làm được. Giờ nhà làm đi, chui xuống nhà gì làm này. Ok, kìa, tự nhiên này sao đánh. Ok, cái gì mà chưa qua gì hết. Rồi, mất hết đồ luôn. Ok. Thành nút chơi thảm sát đồng đội. Ok. Thảm sát gì rồi, người ta đang bắt cầu. Trời ơi, okay, cái này nó ăn quá. Dạ, điệp viên à, điệp viên. Nút là điệp viên của em đó. Ui, chết rồi. À, nó đi sắt được Gino ơi. Gino hít cái gì, Gino chạy nhanh hay là đào nhanh Gino nha. Ui, có khác nhanh chứ. Chạy nhanh đi, ok, cho chạy nhanh bạn. Ê, nút qua kìa. Ủa sao chưa được ta? À đây được rồi nè. Nhưng mà mình có cái bộ giáp này không nhanh lắm bạn. Để mình mặc bộ giáp khác đi. Này tới hai bộ giáp đó. Ôi ơi, bộ giáp này sao nó cũng đi chậm vậy? Đâu đâu đâu. À đây nhanh rồi. Tới đây. Ủa cái nào mạnh hơn? À cái này mạnh hơn. Ok, đây. I'm coming. Từ bật cái khiên lên em. Đó, bật cái khiên qua đây lên. Ây da. Ui da, nút win rồi à. Ây da, căng thẳng vậy. Bước qua đây. Bro BB sao bạn em? Em có khiên ấy. Em có khiên làm sao? Chạy là sao? Chơi. Nên nó con đồ nha. Đi đâu nút à? Đi đâu? Lại con đứng lại. Dạ. Bê đây. Đứng lại à. Đây ta quay lại đây. Người ta phải chặn đường chứ thề. Đâu bước qua đây xong là chơi chạy qua đây. Ê, Baro BB đây. Gino ơi, hai anh đi qua Gino ơi. Cú. Lại tí đang lấy hai đồ. Rồi ok. Ê, đâu cứu mạng Gino ơi, cứu mạng. Yes. Đang đến. Ôi đi qua nhà kìa Gino ơi, đi qua kìa. Ê, bảo thả đường đi. Ai cho qua. Ôi ơi, chặn nước à, nước ở đâu ra vậy mà. Qua mà nước được. Nước ở đâu. Bơi lên. Ơ kìa. Ờ này thì bơi lên, còn đâu mà bơi. Hình như nó còn trên Gino ơi. Qua được. Đúng rồi, đúng. À, bắt lóc cho nè. Đấy. Tạm biệt nhé, bye bye. Ui giời ơi. Hai thằng niên gà nè, này thì dám qua gọi là solo với team mình. Còn lâu. Ok, trả hù cho Gino rồi. Thôi về gọi là chuẩn bị đồ tiếp bạn. Hay là qua bển áp chế mấy niên Gino nha. Bây giờ nó còn lóc tiếp theo đi. Vậy còn để em lấy block đã. Đấy, em có cái cách này. Lấy tiếp đi nút. Em có cái cách này làm cho mấy thanh niên gọi là khỏi đập được giường của mình luôn. À, nhìn thôi là biết là gì rồi, đúng không Gino? Rồi, biết chiêu nào. Trời ơi, biết rồi, bắt đầu cao nước lắm. Cái gì? Trời ơi, biết thừa. Có đâu, có nói luôn á. Có băng khỏi cân. Ừ. À, luôn. Ôi, có đặt chặt block 13. Block này gửi cái gì đấy? Hết rồi. Dạ, biết hết luôn á. Rồi. Bỏ mấy cái này ra, bỏ mấy cái này cho trôi. Về con dân làng đi. Ok, đây, đếm lên cho, đây. Ok, đập này. Ui, ok. Ôi, còn một block này nó chặn này. Đập block này nè. Nó chạy vô nhà bây giờ. Ồ, trời ơi, sao mấy đi đập giường được. Có đâu nghe. Cưng gà. Vé. Ok, giờ giải tiếp các bạn. Ok, tính ra hôm nay dễ có 3 con thôi các bạn. Tính ra không có đơn giản. Đơn giản chứ. Đây, dễ tiếp luôn cho nó. Anh em mình dễ luôn. Em làm gì đấy anh? Ok, con, bây giờ golem con cover đi. Mình sẽ gọi cover golem anh em ơi. Cover golem dễ. Con này gọi là dễ thương nè, nhưng mà ít người bình chọn bạn, nhưng mà không sao bạn. Mình sẽ gọi là vẽ cho nó đẹp xíu nha. Thôi. Cái con này là nó lùng lắm các bạn. Đấy, con này dễ chân lùng thôi. Con này đầu to. Đúng rồi, đầu to. Tay nó nói chung là con này là gọi là phiên bản mini của con golem anh em. Đấy. Không, con này có cái mũi của dân làng. Thì dân golem cũng thế. Ok. Kỳ lạ thật. Mình sẽ vẽ con golem này, nó cơ bắp. Ui ôi, căng thẳng vậy, cơ bắp luôn dữ vậy nè. Đã nè, nhức luôn, nhức vành nha. Ok. Đấy, con này nó sẽ có mấy cái đường nét rồi là trên đây các bạn. Nói chung là mình không biết là mình có vẽ đúng hay không nữa. Đấy, con mắt con này nó màu đen các bạn. Nhìn nó không giống thế nào nhỉ? Các bạn có vote con này không anh em? Bữa là các bạn biết mình vote con gì không? Trời ơi, bữa đó mình không có vote anh em, tại vô trễ không vote kịp. Đây, ăn tét đây rồi. Nụ vẽ quá đẹp. Ui da, nụ vẽ quá đẹp.
Nghe à? Lâu ngày nó không vô vẽ, nó vẽ quá đẹp là biết lên trình rồi các đâu bạn. Uầy, xuất hiện rồi Banh ơi. Banh xuất hiện rồi. Ai couple của Lam bạn, trời ơi. Xuất sắc. Đâu vậy? What is that? Lúc anh nhìn thấy, thấy nó nâu nâu rồi. Ok. Từ nha. Chị từ nhớ nó nâu nâu. Giờ, giờ mà mình lên trên kia được, mình sẽ cho Ninja Nâu coi lại nè. Có được lên trên đâu. Ok, ôi bởi bởi vẽ xấu nó không có ra, đúng rồi, ra được có con hết chưa. Ôi thấy không, có cái cung nhìn mình vẽ y chang đó các bạn. Đấy trời ơi, đấy ok mở ra coi. Ôi, cái gì đây. Ôi em được cái cung chìa khóa nhưng mà không nè có tên. Em được chìa khóa gì nè Gino. Ok hộp quà. Ôi mở thử coi cái gì đây. Ôi được cái gì đây, totem body là cái gì really nigga. Được hai đó rồi đó. Ok đi giữ đi em à. Được này cho một cái nè. Tốt em đây, cầm bên tay đi. Tốt em đây còn gì nữa. Này chìa khóa mà tào lao ba. Ok mình sẽ mặc bộ full bộ gọi là cover vô. Ủa? Đẹp. Uầy, nhìn đẹp trai nhưng liền. Mà cho cung nhưng không cho mũi tên. Ai biết được ba. Lừa. Chắc là con cuối cùng nó mới cho gì đâu. Thôi cất đi, cất gì đâu, cất cái con đó vô gương đi. Cất cái cung. Cất đi chứ không anh qua trộm chỉ đi luôn. Rồi rồi rồi. Đi đâu? Cái rìu này 14 sức tấn công nè, cầm cái này đi, em cầm người kiếm cho. Cái này nó mấy niên đau, mấy niên đau. Rồi tấn công, ai da căng thẳng nhảy. Mấy niên này gọi là đẩy sớm đấy nha. Anh sẽ tiến hóa con Copper Golem. Wow. Tiến hóa thành con gì? Nói nghe xem. Tiến hóa thành con. Con ơi. Con... ok con đời ơi. Bật khiên. Ai da, ui. Đúng con cái cây rìu kìa, Gino lên. Đúng rồi. Chà, chà. Ồ, bật khiên lên Gino, bật khiên lên Gino. Bật khiên lên. Trên còn cái nệt. Ở kìa, tức là còn cái nệt. Một mình cân hai. Một mình cân hai. Mình cân hai. Làm con này để đâu đây? Làm sao mà cân hai? Ui trời ơi. Con này nó để đồ đâu đây đúng? Này thì qua mình. Để đồ ở đây đây. Để nó mặc đồ vô. Đây ở. Mặc đồ vô với nó mặc đồ vô. Biết. Có rồi. Mày thì này bất lợi rồi. Này thì công một mình. Thì lấy hết rồi. Này thì công một mình với chúng tôi à. Nghe. Qua gì đâu, qua gì thôi. Từ nót. Cái gì mà từ nót? Ok. Món quà từ nách. Đây qua đây qua đi nha nó. Qua tiến công tiến công. Mấy anh này tới số rồi nè các bạn. Ây da, ây da. Ồ, anh đi lại có đồ đó. Ui ơi, anh đi mới vẽ nữa à. Đâu, vạch vẽ mà. Này thì lúc này. Ui, sắp. Khi bỏ vậy. Ờ chết, hết chưa hết. Chưa hết thời gian cuốn đá. Ui giời. Giỡn mặt hả. Giỡn mặt hả. Làm cái gì hả. Này, tiêu diệt nút trước, tiêu diệt đó. Banh chưa có đồ này. Chưa có giáp mà giáp cái quấn lộn ha. Chưa một người mặc giáp, đằng sau một người không mặc. Thấy à ui à thấy à chạy ui người ta tắt mà người ta sao anh trâu ấy nhở lâu. Ôi em sắp đi rồi đi thôi. Cút đã cút đã ui à cùi à cùi à ok cùi thật cậy đi kìa. Hả ok ui trời lão à ui rồi tao đi chạy lẹ ui sấm sét nữa kìa. Sấm sét với chúng tôi, sấm sét với chúng tôi. Ui cháu bò vậy. Ây da. Ui lên cao rồi. Ủa quýnh quýnh vạch. Ui ôi này đây vạch. Này gì đồ vạch chấp tắt luôn kìa. Này gì vạch. Ui cái trông thế nhờ. Xăm xét mất hết đồ luôn rồi. Chết dở rồi. Này thì nút với chúng tôi. Ây da. Ok anh đi này bay đâu đây. Bay đâu đây. Bay đâu đây. Nút lên cho nó làm gì. Bôn, từ đá nút lên cho nó làm gì. 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 À đây có cái cúp các bạn. Hello. Ui ơi. Này. Làm sao? Như thế nào này? Ui tên đi nút châu bò quá anh em ạ. Từ đợi lần này đi. Này thì nút xuống đây, xuống đây. Xuống đây kiếm này đánh hồ luôn. Xuống đây. Ờ đúng rồi. À cầm kiếm. Ok. Ok mất đồ luôn rồi. Này thì từ nha, để mình coi có cái gì không? À cái kiếm này. Gì nó? Ơ kìa. Gì hả? Lên cao quá. Này thôi sao quýnh anh đi. Té à, té rồi. Té. Ui vô đâu đâu rồi. Ui bị xếp đấy. Không còn mỗi đồ này thôi. Không sao đi về. Thời chứ hai như này châu bò quá bạn. Chưa có gọi là không sao. Sống pha hiến còn máu được cái bạn nịt. À da. Từ nha giờ dễ. À có nên đập giường không ta? Có nên đập giường không với nào nha. Solo không bạn đi đập dừa à? Ok, người ta người ta có lợi thế, ta solo không bạn à? Solo bạn đi đập dừa à? Đâu đánh nhau đây? Ở đây. Đúng ra game mình phải đi gặp đập dừa chứ. Đúng rồi.
Ờ, đây đâu con gà này, con gà gà mờ này. Dạ, gà mờ, gà mờ. Ok, ok gà mờ, ok gà mờ. Ê, ai Vinh ơi, Vinh đâu rồi? Anh đi với em nè, Vinh ơi. Vinh đâu? Ok, đi từ nãy rồi. Rồi. Chết rồi, chết rồi. Zeno không có đồ để Zeno cản cho. Ok, cản. Không. Trời, tôi đi cản cản cái gì thôi. Ai ơi. No. À, đánh đi, đánh đánh Khang đi, Khang sắp đi rồi. Ê, còn lâu mới đi nha. Còn lâu mới đi. Vinh ơi, một má Vinh ơi. Chạy đi. Không. Không. Không, chạy rồi. Chạy đi. 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 Đây là con cấp bờ đâu, của đâu em đây nào? Này anh vẽ kiểu gì á đây. À, đây 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 thấy vừa nãy thấy màu nâu mà ok trời. Nhớ nha nhìn à, kỹ nha à? Nhìn kỹ nha xíu vẽ y chang cho em vẽ y chang rồi chụp anh hình rồi chỉ copy paste rồi ok chụp màn hình good job rồi đi qua bển vẽ anh em ấn vô nút này rồi mấy thanh niên kia giờ nhiều đồ lắm á mấy niên kia giữ đồ của mình đây cứ ngồi đó mà cười đi đây là đồ của Vanh lấy bạn thôi ok ok vì bạn xứng đáng ok vì bạn xứng đáng à ok ok đây bây giờ mình sẽ vẽ gọi là con quá đành nha các bạn chết dở mình quên rồi à quá đành nó rất là bự các bạn con này rất là bự cho bá núi quá đình màu kiểu gì nhở ừ không biết pha màu là chết rồi đỏ không biết pha màu là dở không, rồi màu xanh 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 ấy ờ xanh gì xanh xanh, gì? Xanh hơi hơi xanh xanh ôi con này cái sừng nó cũng hơi khó bạn nhưng mà từ từ không sao mình sẽ vẽ gọi là y chang siêu đẹp cho các bạn xem nha ai à. Giờ chúng ta sẽ gọi là tô nó màu đen hết nha anh em. Tại con này nó có cái tông màu đen. Xíu mình ịnh cái màu khác vô. Giờ phải phối màu nó bắt đầu nó khó khăn nè anh em. A few moments later. Bạn thấy giống không anh em? Trời ơi, quá chi là giống luôn đúng không? Chắc chắn là không rồi. Ui giời ơi, nó có vẻ giống được nghe em không? Ui giời. Lại xăm xét à. À, dám khịa bên này à. Xíu bên này khịa lại cho xem nha. Ok. Đây. Mình không biết là mình vẽ nó có giống 100% không các bạn. Nhưng mà không sao. Ok, giảm lên xuống cho nó ra cái màu này. Đấy, mình nhớ không lầm là nó màu như thế này các bạn. Đó. Tiếp theo là nó sẽ có cái màu da cái gì đúng không ta? Đúng không ta? Như là như vậy. Ok. Con qua đình. Xong rồi. Ui da, Zeno xong chưa? Zeno bên kia xong luôn rồi kìa. Xong rồi, bên xong rồi. Ui da, căng vậy. Được, Zeno lấy đồ đi. Nhưng mà coi nó có ra hay không mới là vấn đề chứ. Ok. Ok. Cho nó đậm xuống xíu. Ôi giời, chỉ cần hình dáng rồi nó ra mà. Thế à? Đơn giản. Dạ, đơn giản. Ok. Xíu rồi coi tác phẩm của mấy anh niên. À, bên nút nãy giờ mình chưa coi tác phẩm đó anh em à. Để coi nãy. Hồi nãy giờ nút gọi là vẽ đẹp coi đẹp như tới lào anh em. Trời, chưa có xem được nha. Ok. Đây, cái sừng con này nó sẽ như này nè. Đây. Này mình vẽ nó cũng giống lắm các bạn không cảm. Lấy đồ đi nút. Đẹp chứ được có lùa đúng không anh em này. Anh em thấy mình vẽ đẹp không? Ôi xoài. Quá xấu luôn. Kìa, chưa có thấy tác phẩm của người ta thì đừng có nói nha chưa nha. Đấy. Ui đại thế. Vino qua đây, Vino qua đây coi qua đần của em nè. Đi từ từ, đang nhé. À, phải buốt cái tóc cho gọi là đẹp trai chứ. Đây đồ hơi giống. Đây xong rồi. Ui ra được con qua đần đang ngồi các bạn. Ủa mình đang diễn đứng mà. Ok để đẹp không nè, Vino nhìn nè, giống không à, nhìn nè giống không. Đây cứ xoài. Cho là giống đi. Được chấm 5 điểm. Giống cũng phải gọi giống các bạn. Đẹp, quá đẹp, xuất sắc. Ồ, có đồ quá đình hả? Đã ta. Ui, cái trứng gì nè? Trứng quá đình nè. Nani, trứng quá đình. Từ, đây. Trứng quá đình bạn. Đâu, thành quả của chúng ta đâu? À dạ, thành quả của chúng ta đâu à? Cái con ngồi bệt dưới đất kìa. Ok, con ngồi bệt. Không, nó đang ngồi, nó canh me đó. Từ, coi giáp này. Đang bệt đấy. À, giáp này mạnh hơn các bạn. Đừng có động vào nó đấm nhờ. Ồ, cái này. Ui ôi. Ui, cái này mạnh lắm này Vinh ơi. Ui, cái này mà gõi đầu mini, cái mini quét luôn á. Cái hammer ấy hả? Ồ, đúng rồi. Ồ, người ta cũng có, Ôi, người ta có đầy. Ui, em có một cái gọi là cái gì đây, Notch Gift. Ok, một món quà của Notch nha anh em, mở coi. Ồ, ui, được dưa hấu hả? Này, không được gì. Ui, dưa hấu hồi máu các bạn à. Ok, được của nó đó. Ủa, sao đây lắm đồ ấy, mình không có ta. Ôi cái ơi. Gì vậy Vinh ơi? Đặt cái này làm gì? Trời ơi! Để em thêm một con đi nút. Trời ơi, thanh niên này hại quá. Trời ơi, con qua đình nó gọi là đi theo tiếng người. Đứng yên đi.
có nghe tiếng động, có nghe tiếng động. Ôi, bây giờ nó đi theo mình rồi các bạn ơi. Đây 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 rồi, chết rồi, chết rồi. Không, để em đánh luôn cho. Đúng rồi, nó target Zeno rồi, không sao các bạn. Ui, gì nè? Có gì nè? You is a true hero. Ôi, bạn là một siêu anh hùng thật thụ. Really nigga. Wow. Này nè, đi. Có nghĩa là em có 6 muối Zeno ạ. Ok. Ui, cái block này mình đánh đi lên là mình. Đánh con Warden đi. Dạ, đánh con Warden nè. Làm gì, đánh ông được gì đâu, đừng có đánh. Rồi mấy niên cái đầu qua chơi. Ok, Vinh sẽ đánh con đấy. Thời. Con này. Đã, Zeno phải để mấy con đó lại à. Zeno. Ok, Zeno đi ra, Zeno. Cho người ta đi quay. Con này đánh đâu vậy? Này, ôi à, thằng yếu máu rồi, thằng yếu máu rồi, lên. Noob đâu, kill. Chạy, chúng tôi, ôi. Oh. Okay, mấy cái bộ giáp của mấy thanh niên kia. Luôn. Thấy gì chưa bắn? Ui giời, lại sắp xét à. Đi qua bạn. Coi. Ui, có cái trứng qua đền không Zeno? Zeno còn dưới không à? Hình như có. Đấy là tới. Ok, còn có mình có cái trứng anh em ơi. Ui, thanh niên này cũng có cái này nè Zeno, cầm đi Zeno. Hui. Ok. Ấy rồi xong. Đi. Nó rớt dưới luôn rồi. Để ấn thử coi bạn. Rồi sao này, mấy thanh niên kia bị đánh kìa. Oh my god. Qua. Đi. Ồ, cái này khan. Đâu, em có cái mà, em có cái đó mà. Bắn đi. Ây da, tự nhiên đặt trước cửa này cho ta. Ui giời ơi, ui nó leo lên trên làm gì kìa các bạn. À, nó quýnh đi nút. Nó dí đi nút kìa. Nó chưa dụng. Nó rồi. Ủa? Nó dụng rồi. Phổ. Ây da, ui da. Ui, tí nữa bắn đau đây. Ui, hồi máu liền hồi lắm. Cắt tóc. Đâu rồi, mấy niên dễ đâu. Nó nút đi rồi. Ui. Thế niên là dễ đẹp thế nhờ. Từ từ, cho xin hỏi tay bắn quay. Từ từ, stop. Tưởng có băng, chết bây giờ. Kìa. Vâng. Bấm quay. Ôi giời ơi, xấu mù thế. Đâu, cú nút đâu, thấy cú nút đâu, que. Ôi chết trời ơi, sao cú nút bị chèn ra đây ơi. Ok, rồi, luôn đấy. Dẻ không có canh cái vị trí gì hết trơn. À, tay nên vành của em đen này phải không? Vâng, chỗ nút vẽ ở đấy thì nó mới đè ở đấy nha. Ok, đây em tặng món quà cho hai người này do là dễ đẹp quá. Đây. Oh, nice. Rồi sao nó đi rồi. Chạy đi Zeno. Ủa sao nó dí theo mình qua vậy? Quánh hai đi anh đi kia kìa. Sao nó dí mình qua vậy? Mình sẽ bắn cái này nè. Rồi sao nó dí hai anh mình rồi. Ôi cái gì bắn đau thế nhờ? Đâu. Bắn phản đam lại đây. Này thì banh này. Ủa đau quá. Ủa rồi. Zeno, quên Zeno không có cái này các bạn. Đấy, nó có nè. Không, ý là em là cái trái tim này. Ô. Ui da, gì ba, nó bắn em. Có thể dịch chuyển. Wow. Cái gì vậy chuyển? Đâu? Cái gì nào? Teleport. Cái gì vậy? Wow. Thanh niên cầm cái gì mà dịch chuyển? Que. Gì, cầm nhẫn. Cái nhẫn nào? Que. Nhẫn. Ừ, mấy thanh niên không có nhẫn à? Ừ, là mình để quên ta. Chết dở mày đi dịch chuyển đâu vậy? Thôi đi chuyển thôi. Ôi rồi núp thì chuyển ra đây quéo luôn. À, đập giường như nó, đập giường ở trong. Qua đập giường mới trách nhiệm. À dạ. Rồi. Đập đi. Ui chứ nó. À đây có cấp các bạn. Này thì. À núp nghèo đó mà. Thôi thì. Ui thấy giời không? Ơi có cái nước này thấy đúng gì không? Nước này phá cái. Văn gọi là văn bỏ núp rồi đấy. Thấy không? Ừ. Tôi đồng đội mà thấy là chết dở rồi. Chết rồi làm gì? Uống con này đi. Ui trời, xuống lụm cái đó Zeno, xuống lụm cái trái tim kìa. Chết rồi, phải bỏ thôi. Cái đó ấn chuột phải là mình được một đống hiệu ứng luôn anh em ạ. Ôi, xịn liền. Ồ. Đây, mình được cái chiếc nhẫn này của Vanh nói này. Nhẫn gì đây? Ui dồi ôi, mấy cái kia bọc sắt à. Ờ, bọc sắt đây. Đây, vẫn nội thường. Ôi trời ơi, bọc ở trên không bọc ở dưới. Ơ kìa. Ta bọc hết mà. Hôm qua nhà mình đập kìa. Đi làm gì? Ok, định đánh lén hả? Định đánh lén cho tôi. Này thì đánh lén. Ok, đi. À, tên niên này à. Như thanh niên đập giường mới nở quá anh em à. Ui, tên niên giờ chuyển kênh nữa nha. Ủa, thanh niên dùng cái nhẫn nào ấy nha. Ủa, thanh niên dùng cái nhẫn nào ta? Gì vậy? Có hai nhẫn của Warden. À, đây rồi, em hóa rồi. À, đây. Em có nhẫn rồi. Đúng rồi. À, di chuyển xa thật. Rồi, hình đi nào, hình nhốt tay bởi. Con nước lại đi. Rồi. Ok. Thì đi chơi trốn kìa. Thì đi qua đảo bên này nè, Zeno ơi. Đây. Con ngon thì đánh đi. Con ngon thì solo. Chạy đi vô. Qua đây, sau lưng này. Này. Làm sao?
Nào, làm sao thôi, chạy thôi. Làm chơi, chơi mà chạy, chơi chạy thôi. Ok, chơi chơi. Ôi, ôi đâu, 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 đâu. Giật tiếng lẻ, giật tiếng lẻ. Ê. Xin xin nhìn biệt cụ rồi. Ôi sao, ôi. Xuống đây mình không chết à? Chạy thôi. Thôi. Mất hết rồi, giờ đâu ơi. Giờ đâu gắt tim đi, giờ đâu. Zeno à? Giờ đâu gắt tim, giờ đâu. Đâu. À. Ôi dạ. Ở kia. Này này này. Đâu 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 đâu. À nhặt được cái nút đúng không? Ok được được được. À luôn. Còn cái búa không? Còn cái búa không? Còn cái búa không? Văn dịch chuẩn bị kẹp trong này, tường này, thôi. Này, này. Không, Văn lên đây gọi là solo lại đàng hoàng. Từ đã để đi lấy đồ đã. Văn chết rồi nè. Ai à? Văn gì vậy? Úi, đồ Văn nè. Đâu? Ở phải nè, phải đồ đây, để đồ đây. Có đâu? Người ta có nhặt cái nào đâu? Trời ơi, không có nhặt cái nào luôn. Đồ Văn đâu? Đâu có cái nào đâu? Đâu? Không có. Vừa mắc kẹp ở trên này xong. Ai mà biết đâu. Đồ đây. Ở kia. Thôi cho anh đi về nhà vẽ đi. Trời ơi. Đòi đồ của người ta đó đem thề. Ôi giờ vẽ lâu lâu lắm. Không lấy được đồ đâu. Thế là mình win rồi em. Ủa. Ôi tính ra là em chết luôn rồi Zeno à. Hên là còn Zeno sống bạn mình cũng mất giường rồi. Lần đầu tiên gọi là mình ra đi rồi là không có một lý do. Ok. Đấy nên nói chung là đấy. Từ nha để tới bề Vành để mình lên trên kia đã. Đây. Ok. Ủa. Sao dưới này rồi. Ủa. Vành không lên trên kia Vành. Đây giúp Vành lên. Đấy gọi lên đi. Ô, ủa. Sao dưới này nữa rồi. Sao bạn này nhanh vậy? Ok các bạn. Ở trên đây. Thề đây là lần đầu tiên gọi là mình chết vì do bị mất giường các bạn. Mấy hôm kia là mất giường mình chưa chết đâu nè. Thề nay xui rồi. Dùng gọi là cái dòng này, cái nhẫn teleport anh em nên là đâm ra là té chết vô lý thôi đấy. Thì ok. Đó thì là mình nghĩ video hết rồi. Thì nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube nhìn em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên group team để hỏi thêm nha. Ok, còn giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.